Chào bạn, ở bài trước thì bạn đã nắm được những cái cơ bản thao tác xử lý ở trong phần Channel Rack và phần Piano Roy này. Tiếp theo, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thao tác đơn giản và cơ bản nhất khi các bạn sử dụng trong Playlist. Đây là giao diện Playlist. Rồi, đầu tiên thì mình viết nhịp điệu trong Piano Roy. Mình viết ví dụ nhịp 44. Rồi ở đây là pattern 1 mình có thể đặt tên pattern bằng cách ấn F2 mình đặt tên là drum Enter và mình viết ra đây viết đúng từ ô 1 luôn ở đây thì nó cũng có nhịp phách mỗi một cái cột từ 1 đến 2 thì có 4 nhịp Rồi, trong đó thì lại có bốn phách hai phách mạnh và hai phách nhẹ Rồi, tiếp theo bây giờ mình uh, viết thêm tạo thêm một pattern mới ấn dấu cộng ở đây pattern hai ghi là hợp âm đi mình sẽ viết hợp âm bằng piano Rồi xong họ âm mình viết ra playlist luôn Copy các pattern Đây là gọi là một pattern Copy các pattern trong playlist thì các bạn giữ Ctrl Và bôi đen Rồi ấn Ctrl C, Ctrl X hoặc Ctrl V Tùy ý các bạn muốn cắt hoặc copy Hoặc nếu thao tác nhanh thì bạn chỉ cần bôi đen xong rồi giữ Shift rồi kéo chuột ra là nó nhân bản thành hai cái mới. Đây. Hoặc mình chỉ giữ shift kéo ra Đó, là nó nhân bản rồi. Nhân bản pattern. Ở à, tiếp theo mình muốn tắt cái pattern mà mình tất cả các pattern mình đang viết ở track 2 thì mình, mình ấn vào cái chấm màu xanh này. Mình chỉ nghe thấy pattern ở phần chắc bốn chạy thôi. Hoặc là mình muốn solo. Các pattern trong chắc 2 thì mình ấn chuột phải vào đây. Rồi ấn chuột phải để nó bật lại tất cả. Ví dụ mình muốn cắt đôi cái pattern này ra. Cái pattern hợp âm này ra thì mình ấn vào hình con dao đây. Cắt. Rồi lại chuyển về chế độ hình cái chổi để quét rồi giờ muốn mình muốn di chuyển nó Chia nó theo ô nhịp đã chia nhỏ hơn Thì mình ấn vào hình chữ U ngược này Chọn 1 phần 2 step Đấy, Thì nó sẽ chia đôi Chia đôi tiếp cái phách nhỏ nào 1 phần 4 step lại Chia đôi tiếp Bạn lăn con chuột tại ở đây Bạn để chuột vào đây lăn chuột Lăn lên hoặc lăn xuống để phóng to hoặc thu nhỏ Xóa pattern thì bạn vẫn ấn chuột phải để xóa Chọn các pattern khác Ở đây bạn ấn vào đây Chọn drum để viết tiếp Chọn hợp âm để viết tiếp Các bạn lưu ý để viết đúng nhịp phách thì các bạn nhìn vào những cái cột Đây là cột 9 Trong cột 9 thì có 4 phách Phách mạnh và phách nhẹ Đây là một khuôn Từ cột 9 đến cột số 12 Là có 4 cột có, có các ô nhịp thì nó là một khu nhạc nhịp 44 Về kiến thức về nhạc lý cơ bản thì bạn xem video hướng dẫn nhạc lý cơ bản Rồi xong như vậy là đã xong các thao tác cơ bản ở trong phần playlist Chỉ có viết ra, xóa đi hoặc copy, cắt, cắt đôi ra, cắt đoạn Cảm ơn các bạn đã xem